rất vui được chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày 12 tháng 10 của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đêm qua rạng sáng nay, các lượt trận thứ tư vòng bảng cúp C1 đã diễn ra trong sự háo hức của người hâm mộ. Thế nhưng kết quả chung cuộc lại đem đến nhiều sự bất ngờ. Với lợi thế sức mạnh vượt trội, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola lại bất ngờ gặp khó khăn trong chuyến hành quân tới Đan Mạch. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola tấn công dồn dập, áp đảo mặc dù không có Hà Lan trong đội hình. Thậm chí Mahrez còn bỏ lỡ cơ hội quý giá trên chấm 11m. Hòa không đều, nhưng Man City không quá lo lắng bởi họ đã chắc suất đi tiếp. Trên sân công viên các hoàng tử, những nỗ lực của Mbappe là chưa đủ để giúp PSG có tấm vé đi tiếp sớm trong trận đấu mà Messi phải vắng mặt vì chấn thương. Liên tục bắn phá khung thành của Benfica, song rốt cuộc PSG chỉ có được một trận hòa, qua đó chưa thể sớm giải quyết bảng đấu của mình. Ông lớn giành chiến thắng duy nhất đêm qua là Chelsea, hành quân đến nước Ý tái đấu AC Milan sau trận thắng 3-0 ở lượt đi. Chelsea đã không quá khó khăn để tiếp tục hạ gục thành công đoàn quân của huấn luyện viên Stefano Pioli với tỷ số 2-0 đầy nhẹ nhàng và chính thức vươn lên vị trí đầu bảng E. Sau đây là kết quả của một số trận đấu đáng chú ý khác. Ngày 10 tháng 10, tạp chí bóng đá 442, một tạp chí uy tín có trụ sở tại Anh Quốc, đã công bố danh sách 100 cầu thủ vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử bóng đá thế giới. Với 7 quả bóng vàng cùng hàng loạt thành tích vô tiền khoáng hậu, Messi đương nhiên là người được xếp đầu tiên trong danh sách này. Tạp chí 442 ca ngợi siêu sao người Argentina là thiên tài trăm năm có một. Thậm chí, 442 còn cho rằng những người được chứng kiến thời kỳ tung hoành của Messi là những người may mắn nhất. Ở vị trí thứ hai, thật bất ngờ khi không phải là kỳ phùng địch thủ của Messi là Ronaldo. Thay vào đó, người được xướng tên là cố huyền thoại Diego Maradona. Ronaldo về đích ở vị trí thứ ba, và điều này khiến người hâm mộ chia thành hai phe. Một phe cho rằng Ronaldo xứng đáng hơn bởi hiện tại, CR7 là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử, vô địch Champions League nhiều nhất và sở hữu tới 5 quả bóng vàng, chỉ kém Lionel Messi mà thôi. Trong khi đó, phe còn lại cho rằng Ronaldo chưa bao giờ ở gần với vị thế của Messi trong làng bóng đá thế giới và vị trí thứ 3 là hoàn toàn hợp lý. Minh chứng rõ nhất nằm ở phong độ nghèo nàn mà Ronaldo thể hiện ở mùa giải này. Trong khi đó, Messi lại đang thăng hoa cùng với PSG. Theo những nhận định mới đây của tờ Sun Sport, Cristiano Ronaldo hoàn toàn có thể là mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo của PSG với một điều kiện. Messi không dạn hợp đồng với PSG trong thời gian tới. Giả định trên là hoàn toàn có cơ sở bởi Messi nhiều khả năng sẽ quay trở lại thi đấu trong màu áo Barcelona. Khi đó, PSG sẽ không ngại ngần theo đuổi CR7, đại kình địch của cầu thủ này. Hơn nữa, Mbappe thời gian gần đây cũng đang nổi loạn và có ý định rời PSG ngay tháng 1 tới. Chính vì thế, đội chủ sân công viên các hoàng tử càng gấp gáp tìm kiếm một chân sút đẳng cấp và Ronaldo hoàn toàn phù hợp với điều kiện đó. Hiện cũng có nhiều nguồn tin khẳng định Inter Miami, đội bóng đến từ giải nhà nghề Mỹ và do cựu cầu thủ David Beckham sở hữu, đang có ý định chiêu mộ Cristiano Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Nhiều thông tin từ báo giới châu Âu cho thấy Kylian Mbappe đang có ý muốn chia tay PSG ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2023. Tiền đạo sinh năm 1998 không còn muốn tiếp tục cống hiến cho đội bóng thủ đô Paris. Anh cảm thấy bị ban lãnh đạo PSG phản bội và tổn thương sau những lời hứa không được thực hiện kể từ mùa hè. Tờ báo Tây Ban Nha Marca còn tiết lộ thêm rằng chỉ 2 tháng sau khi ký hợp đồng mới với PSG vào tháng 5 năm 2022, Mbappe đã đòi rời đội. Ở thời điểm đó, PSG cân nhắc bán Mbappe cho Liverpool, đội bóng hào hứng nhất với việc chiêu mộ ngôi sao người Pháp. Đương nhiên, thương vụ này sau đó không diễn ra. Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi không muốn để Mbappe chuyển sang Real Madrid sau những va chạm giữa ban lãnh đạo hai câu lạc bộ thời gian qua. Tuy nhiên, Klopp tiết lộ Mbappe chỉ muốn sang Real Madrid chứ không phải là một câu lạc bộ nào khác. Tiền đạo người Pháp sẵn sàng đàm phán trở lại với ban lãnh đạo Los Blancos trong thời gian tới. Kể từ đầu mùa, Mbappe trở thành nguyên nhân của nhiều lùm xùm tại PSG.
ở vòng 10 Ligue 1 cuối tuần qua, khi PSG bị Reims cầm hòa không đều, Mbappe đã công khai chỉ trích chiến thuật của huấn luyện viên trưởng Christophe Galtier. Anh đăng tải dòng chữ Pivot Gang lên trang cá nhân nhằm thể hiện sự không hài lòng khi phải đá ở vai trò trung phong. Mới đây, truyền thông Anh đã tiết lộ điều khoản giải phóng hợp đồng của Erling Haaland. Theo đó, điều khoản này chỉ được áp dụng với các câu lạc bộ bên ngoài Premier League. Tờ The Athletic tin rằng bất kỳ đội bóng nào ngoài nước Anh muốn chiêu mộ chân sút người Na Uy có thể hành động từ năm 2024. Họ sẽ phải trả mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 200 triệu euro. Con số này cũng sẽ giảm theo từng năm hợp đồng của Haaland với đội chủ sân Etihad. Hồi tháng 6, Haaland ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Đến năm 2024, ràng buộc giữa ngôi sao người Na Uy với Man City sẽ còn thời hạn 3 năm. Kể từ thời điểm này, các câu lạc bộ có thể kích hoạt điều khoản giải phóng để chiêu mộ Haaland. Chân sút sinh năm 2000 được cho là muốn chuyển đến Real Madrid hoặc Barcelona thi đấu trong tương lai. Bố Haaland tiết lộ tham vọng của con trai là được thi đấu ở nhiều giải đấu hàng đầu khác nhau. Các tuyển trạch viên của Arsenal hiện tại đang rất ấn tượng với màn trình diễn của Federico Valverde ở mùa giải này. Pháo thủ mong muốn có thể đưa tiền vệ 24 tuổi về với Emirates sớm nhất có thể. Cầu thủ người Uruguay cho thấy anh là một người có năng lượng vô hạn và có thể chơi ở rất nhiều vị trí trong đội hình của Real Madrid. Là một cầu thủ thông minh và đa năng, có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào ở tuyến giữa. Valverde rõ ràng là một quân bài hữu ích và có thể chơi ở bất cứ đội bóng lớn nào tại châu Âu lúc này. Mặc dù Arsenal đã được Real bật đèn xanh trong thương vụ Martin Odegaard vào mùa hè năm ngoái, nhưng có khá ít hy vọng để họ có thể một lần nữa thành công để đưa Valverde về Emirates. Valverde được định giá khoảng 70 triệu bảng và đang trở thành cái tên vô cùng quan trọng ở cả màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Hiện tại, rõ ràng Valverde không có bất cứ lý do gì để rời Bernabeu. Không những vậy, hợp đồng của tiền vệ này với đội bóng Tây Ban Nha còn thời hạn tới tháng 7 năm 2027. Bản tin bóng đá sáng ngày 12 tháng 10 của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.